Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em một cái khu rất là bự nhưng mà không có người nhảy hoặc là rất là ít người nhảy xuống nha. Thì rất là thích hợp cho những anh em mà cày điểm răng ở mát Irengo này nha. Thì đó chính là khu Bochinki nha mọi người. Thì anh em nào mới chơi thì chắc là sẽ đi lút dạo và né những cái khu đông người như là Bochinki, Cán hay là ở những cái nơi khác. Nhưng thật chất đó là Bochinki thì không có ai nhảy và rất ít người nhảy nha mọi người. Và mình sẽ nói cái lý do mà không có người nhảy ở Bochinki. Đó là ở Bochinki là không có súng thính. Hồi lúc trước thì có súng thính nhưng bây giờ thì game nó đã xóa súng thính ở Bochinki rồi. Tỷ lệ mà ra súng thính đó là 1 trên 100 nha mọi người. Vì vậy là không có súng thính. Và giáp 3 và nón 3 thì cũng rất là ít luôn. Chỉ toàn là giáp 2 và nón 2 thôi. Giáp 3 nón 3 thì có nhưng mà chỉ đủ cho một người thôi chứ không là dành cho 4 người. Nhưng nó có một cái ưu điểm đó là súng, đạn, máu, nước và bom khói và bom lửa, lựu đạn thì rất là nhiều, đủ cho 4 người lút luôn nha. Và tại sao ở Bochinki lại ít người nhảy? Vì ở Bochinki thì rất là nhiều nhà. Những anh em xuống đây thì combat thì anh em không có thích combat. Anh em thích là nhảy ở các khu vực cán cũng như là đảo quân sự để mà combat nó thích hơn, nó có cái súng thính giáp ba nón ba thì anh em thích. Vì vậy anh em tại sao lại không tận dụng cái điểm này và anh em nhảy xuống đây để đi cày điểm răng mình? Thì mình sẽ chia sẻ anh em một cái chiến thuật mà loot ở Bochinki này nha. Thì loot ở Bochinki này, sau khi anh em loot ở xong Bochinki này thì anh em lập tức là đi săn cho mình cái thính đó đầu tiên liền. Thì anh em sẽ có anh em cho mọi người đó là một bộ giáp ba cũng như là vũ khí. Vì ở Bochinki này là nó là trung tâm map, thì vòng bo nó lúc nào cũng nằm ở trong Bochinki này và anh em sẽ di chuyển tới trung tâm vòng bo cũng như là cái thính nó rất là nhanh luôn, thì anh em luôn luôn là người tới thính đầu tiên đó. Thì anh em sẽ nhảy Bochinki này và cái điểm răng thì không bao giờ tụt trăng luôn, tỷ lệ mà chết đầu trận thì rất là thấp luôn. Thì hồi nãy là đường bay nó nằm ở gần cảng Gheo và ở Bochinki nhưng mà không có ai nhảy xuống ở Bochinki này, và tất cả là hình như là nhảy ở xuống ở cảng Gheo và đang bắn nhau là tâm bừng xà bèo luôn. Anh em tha hồ mà lút đồ ở Bochinki này mà không phải quan ngại cái việc là địch nó tấn công mình đó. Anh em thấy không, vòng bo nó là mình đang ở giữa vòng bo luôn này. Bây giờ mình lút đồ xong rồi mình sẽ đi săn cái thính đầu tiên luôn. Đây, cái thính đầu tiên này anh em. Ôi trời, có team tới trước mình rồi. Ây da, mình sẽ xuống ở khu nhà này. Nào, dừng ở đây. Được mấy ông mà dám bắn mình vậy? À, chạy xuống à, chạy xuống đây. Một ông đấy, đấy láo này. Này thì đấy láo với mình nè. Ông Trung Quốc nè, hồi này mai giờ ông này giết hơi bị nhiều rồi đó. À, thanh niên nào bắn ốp ở sau mình. Còn một ông ở trên thính nữa. Xuống cứu bạn đi. Trời gì vậy? Trời, nó kẹt vô vách tường này tức ghê. Không là pha đó mình nóc được cái ông đó rồi. Thanh niên bắn ốp có vẻ nguy hiểm à nha. Nhìn mình nè, này thì nhìn nè, tạm biệt nha hai thanh niên nha. Trung Quốc. Bây giờ mình phải kiểm tra xem cái ông nằm ở đâu bên ngoài này, ông bắn ốp này. Thanh niên núp ở đâu vậy? À, cái cửa này mở ra. Có khi nào ở trong ngôi nhà đó không? Mà không phải, hồi nãy là bắn ở bên sườn đồi một xíu. Ở kia, chiếc búp ghi kìa, chắc là của thanh niên vừa bắn ốp mình. Trời. Một con boss. Là mình giật mình cứ tưởng là nó là người chứ. Ủa ông nào đây? Trời, thêm con boss nữa. Gì vậy, đâu boss như vậy? Bây giờ mình phải cần tìm ra cái thanh niên bánh ốp kia đã. Ok kia kìa, nằm nè. Này thì nằm nè. Tướng mình không thấy à bạn? Ủa, cái thính nó tha ở đâu vậy? Mình bắn thử xem cái thanh niên nào không, cho địch nó nghe nó công tới mình. Mình làm biến đi tìm địch rồi. Ờ, cái thính nó ngoài đồng.
Ông nào vừa bắn vô nhà mình cầm SKS ở bên hướng này. Đâu rồi? Nhìn xem phát. Lại bắn mình nữa kìa. Lời à. Không thấy mình mà bắn mình chỉ vậy. Bắn vô cái nhà mình mà. Có khi nào núp bên cái máy cày đó không? Không có rồi. Đó, mình bắn nữa đi. Ây da, lại bắn nữa kìa. Ừ, thích thì bắn thôi bạn. Đâu rồi? Đó, mình bắn đó. Bắn nữa đi bạn. Đừng có đớ mà lộ vị trí ra cho mình nhà biết nha. Chơi lời với bạn luôn nè. Chơi lời luôn nè. Rồi rồi rồi, thôi thôi xong rồi. Cái tội mà đứng nó bắn mình nè. Bị lộ vị trí rồi, trên nó có team bắn rồi, đang combat anh em. Thay đạn cái đã. Ui trời, combat lớn luôn kìa. Nóc luôn một ông rồi kìa. À thấy rồi nè. KS thôi anh em. Một mạng. Một ông nữa này. Hai mạng. À mất nóc rồi. Chặt giò cái đã. Hai mạng ngon ơ liền. Ơ một ông nữa. Trời, thay đạn cái đã. Bò, bò. Cái này thì bò nó bò sao rồi. Ui thanh niên chạy mất rồi anh em. Cái này là xéo quyết luôn đó nha. Xéo quyết mà không dôm về x3 đó, chứ không phải dôm về x3 đâu. Chạy rồi, chạy rồi. Bò bắt đầu thu rồi. Phá hủy lốc kìa. Có thể nhìn thấy là lốc có dâu sờ móc này. Nào bây giờ cái vòng bo nó không ủng hộ các bạn nữa đi. Các bạn vô mà các bạn sống nữa đi. Mình sẽ ra ngồi đây nấp sâu cái bụi cỏ này bắn luôn. Cho nó gọng róc. Nằm nè. Nằm nè. Hay thì nằm. Nằm hả bạn. Ây da. Câu rồi nha. Chết nè. Đâu rồi, còn nữa không? Nãy còn tiếng súng, chắc là còn một ông nữa. Còn nóc mà. À lại bắn nữa kìa. Đâu, núp ở đâu vậy? Trời, mình đứng ở bên cái bụi cỏ này mà mặc bộ đồ cỏ này nữa thì thôi, đố mà ai phát hiện vị trí của mình. Đứng đây bắn y như là bắn chim. À kìa, lôm khôm này bạn. Nhảy, này thì nhảy này. Rồi nằm luôn rồi. Rồi mình sẽ phá cái lốp xe luôn. Bắn nổ xe luôn này. Ai da, tướng nổ xe là chết chứ ai người không chết. Ai da, lại nấp nữa. Sao lại không nấp sau cái xe đi mà lại nằm ở đó. Có bạn không? Không còn à? Cái tâm này cái đã. Ôi trời, bắn không trúng kìa. Một viên. Ủa cái tâm nó chưa thô rồi. Chết chưa nè? Tưởng không chết chứ. Rồi bo bắt đầu thu rồi anh em. Rồi mình đi vô bo đây. Không chơi với mấy ông này nữa. Ủa có tiếng búp ghi. Mình nghe tiếng búp ghi vừa chạy. Rồi thính vừa rơi luôn kìa. Mình sẽ thu ngôi nhà này. Vô trong nhà cho chắc. Ui giời, ngồi đồng combat kìa. Chỗ này nó khuất hết mấy cái cây, không có thấy được ở ngồi đồng.
chỗ ông nào quăng nếp mình. À, có người ở gần đây. Trong nhà vệ sinh à? Trời ơi, đứng này nguy hiểm quá anh em ơi, nhảy xuống cái đã. Sợ cọc cái nếp vô nhà chết mình đó. Hình như là thanh niên ở gần cái nhà vệ sinh đó. Qua bên nhà này cho nó an toàn đi. À, nghe được cái tiếng chân ở trong nhà. Chắc là thanh niên ở trong nhà vệ sinh rồi. Bây giờ phải là để ý mấy cái ông ở bên ngoài đồng này nữa. Giết được ông nào cứ giết. Còn lại 8 ông. Ui trời, chết luôn kìa. Mấy thanh niên là nằm ngoài đồng chắc luôn này. Hồi nãy mà mình dừng ở trên cái đồi là mình bắn sướng rồi. Vô cái nhà này sai lầm rồi anh em. Không có góc bắn được. À, tới quá mình này bạn. Này thì công qua mình nè. Một ông nha. Cho bạn một chai nết này. Công qua luôn. Ui, có tiếng búp ghi vô cái ngôi nhà của mình. Núp nè bạn. Trời ơi, bên này có người. Ngồi ban công này. Một ông bên này nữa. Núp sau xe rồi. Ok, clear được cái team này rồi. Như vậy còn lại 3 ông. Mà mình hồi nãy là nghe cái tiếng búp ghi nó vô gần cái ngôi nhà mình. Chắc là thanh niên vô ngôi nhà mình rồi thì phải. Ui trời ơi, thanh niên nào bắn mình. Trời, bắn xẹt qua tay mình luôn. Rồi xém tí nữa là cho viên vô đầu rồi. Rồi lỡ rồi mình còng qua bên đây luôn. Ui trời, hên cho mình. Thanh niên nó bắn mic chứ bắn mình ngay đầu rồi chết rồi. Cầm cái ốp mà. Một viên ốp là nát đầu. À, thanh niên không thấy đâu ta. Núp ở đâu vậy? Xem mấy ông bắn vừa bắn ốp mày này cái đã. Trời ơi, cái nhà này nguy hiểm quá, cứ sợ bọn nó công nét vô nhà mình à. Xem bên này xem. Ủa, mấy ông nội kia ông nằm có thôi chứ sao mà thấy được. Chơi chiến thuật mà thằng làng là thôi chịu đó. Mình không có sợ tiêm địch mà mình chỉ sợ là cái chiến thuật mà thằng làng bò ngồi có đó thôi. Mình sợ nhất là cái chiến thuật đó. Thôi mình nằm ra mình đợi bò tiếp theo đi. Cái vòng bò tiếp theo mình vẫn còn ở trong bò. Lại bắn nữa kìa. Trời, bắn dữ rồi nha. Mà không thấy chết ai hết. Nằm đó chờ thời thôi. Chưa biết làm sao nữa. Ở đối diện mình đây là có một ông nằm ở ngoài đó rồi. Mình không thể nó mà công qua được. Nằm có là mình chịu đó. May giờ chơi map sa mạc mình còn công được. À kia thanh niên cầm mini bắn kìa. Trời ơi, bắn chết luôn. Chắc là chết cái ông bắn ốp rồi. Rồi xong. Ok, còn lại một ông cuối cùng ngoài này thôi. Mình biết vị trí của bạn rồi nha. Mình đợi qua mình chiếm lấy cái vị trí này luôn. Chắc là ở sau hai cái cây kìa. Mình sẽ công nết qua. Không có tiếng động gì hết. Thêm một trái nữa nè. Ở xa xem. Không chết. À, cái bo này thôi mình lên xe. Mình phải đảo vô chiếm bên dưới bo kia một xíu đã. Vì ở chỗ mình mét bo. Lát nữa là cái xe này không có xe là mình đi bo nó không có được rồi. Trời, bo thu về hắn luôn kìa. À kìa, thấy rồi nha, đứng xuống coi. Cái này thì bắn mình. Yếu máu rồi nha. Thôi mình chơi chắc mình cũng công nết đi. Mình không có đẩy lên nữa. Rồi thanh niên mà không chạy ra. Chết với chai nết mình nè. Không chạy nè bạn. Chết đi bạn. Yeah. Như vậy là video đã kết thúc ở đây. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh, like và để lại một bình luận dưới video giúp mình nha. Bye bye mọi người ơi.